kinh, tức là phát hiện đối tượng và theo dõi đối tượng. Đấy, xong đến phần fit tinh, tức là so sánh và tìm đối tượng. Còn phần machine learning và deep learning này nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo cho cái thuật toán phân tích và nhận dạng ảnh nhé. Ví dụ như là nhận dạng mặt người này, nhận dạng đối tượng này, nhận dạng chữ viết này, thì nó nằm trong cái phần machine learning đấy. Và cái deep learning nó cũng là một nhánh của machine learning. Trong đến phần này, camera calibration style 3D đúng không? Calibration tức là chuyển đổi từ không gian 2 chiều ảnh sang không gian 3 chiều. Đấy. Rồi phần panoramic tức là mình sẽ phân tích ảnh ở các cái mức độ khác nhau, ví dụ như kích thước khác nhau đấy. Thì tất cả các cái bài toán mà liên quan đến thị giác máy tính thì OpenCV nó đều hỗ trợ. Nên là mình mà nắm được OpenCV thì sau này ra trường mình gần như là mình sẽ làm được rất nhiều việc. Và thị trường lao động bây giờ thì lập trình viên C cộng cộng cho xử lý ảnh rất là khan hiếm và lương rất là cao. Các bạn em cố gắng lên. Thì cấu trúc của OpenCV nó gồm các cái phần như thế nào? Phần core này, phần core nó là định nghĩa các cái class cơ bản của ảnh, của ảnh sử dụng trong xử lý ảnh, như là điểm này, pixel này, ma trận ảnh này đấy. Còn phần image probe này là nó định nghĩa các cái hàm căn bản trong xử lý ảnh thôi, ví dụ như là các cái bộ lọc tuyến tính đấy, hoặc là lọc nhiễu, lọc trong không gian hai chiều đấy, hoặc là các cái hàm biến đổi ảnh, đúng không? Cái module hai GUI này là giao diện người dùng, ví dụ như đọc ghi ảnh, đọc ghi video đấy. Còn cái phần object detection này là để phát hiện đối tượng, thường là dùng phát hiện đối tượng chuyển động, nhưng mà cũng có thể là phát hiện đối tượng trong ảnh tĩnh, như là phát hiện chữ viết chẳng hạn đấy. Feature 2D tức là dùng để phân tích ngữ cảnh và bức ảnh. Thì thường khi mình đọc và nhìn vào bức ảnh thì mình không phải là nhìn vào chi tiết của ảnh, đúng không, mà mình nhìn vào nội dung của ảnh, cái nội dung của ảnh nó mang cái thông điệp gì, đúng không? Thì cái phần feature 2D này tính là cái phân tích đặc điểm của ảnh, thường là phân tích đặc điểm cái hình dạng của các cái đối tượng trong không gian 2D đấy. Phần calibration 3D này thì nên nói là chuyển đổi từ không gian 2 chiều sang 3 chiều, thường là sử dụng để tính kích thước hoặc là khoảng cách thật giữa các vật trong không gian 3 chiều, tức là không gian thật. Phần stitching này thì là dùng để ghép các cái ảnh, ví dụ như là mình muốn chụp một cái ảnh rộng 360 độ, đúng không? Thì mình không thể chụp một cái mà thành được cái ảnh 360 độ, mà mình chụp từng ảnh một xong đấy mình ghép nó lại với nhau thành một cái ảnh 360 độ, thì nó liên quan đến stitching này. Ngoài ra thì nó cũng support rất là nhiều nền tảng, ví dụ như Python, C++, Java đấy. Ngoài ra nó còn support các cái phần cứng như là GPU, MPU, đúng không? GPU này là cái card xử lý đồ họa để tăng tốc cái việc xử lý ảnh, vì cái việc xử lý ảnh này nó rất là nặng, mà nó xảy ra đối với từng pixel một nên nó chạy rất là nặng, thì khi đấy mình phải cần các cái card đồ họa chuyên dụng. Thế lý do tại sao mà bọn em chơi game đồ họa hay là sử dụng các phần mềm kỹ thuật đồ họa như AutoCAD hoặc là Photoshop thì nó thường đòi hỏi cái cấu hình phần cứng cao, là vì như vậy thì các cái thuật toán xử lý ảnh này nó chạy rất là nặng nên là nó phải đòi hỏi chuyên dụng đấy. Có phần user contribution này. Thì ngoài cái phần các cái thư viện mà cái team xử lý ảnh nó, cái core team của xử lý ảnh họ phát triển ấy, thì cũng có cái phần mà phần user nó phát triển xong nó tích hợp vào, đúng không? Thì đấy, thì nó có phần user contribution này. Tuy nhiên cái phần này thường là không được compile sẵn, mà mình muốn sử dụng thì mình phải download về biên dịch lại thư viện OpenCV. Thì nếu mà bọn em muốn tìm hiểu sâu về cái biên dịch OpenCV nào thì bọn em
hoàn toàn có thể tìm hiểu trên mạng xem nó biên dịch như thế nào. Thì cái đấy thầy không nói thêm, thầy chỉ dùng cái thư viện có sẵn để cho nó nhanh. Còn biên dịch lại được thì bọn em muốn sử dụng thêm các cái hàm, có nhiều hàm mà cái core team họ không đưa vào, nhưng mà cái phần user contribution, phần đóng góp của người dùng họ đưa vào, thì khi đấy bọn em sẽ biên dịch lại một CV. Thì nội dung chính của cái OpenCV nó gồm nội dung chính gì? OpenCV căn bản tức là giới thiệu về các cái phần tử hoặc là các cái class mà hay dùng trong OpenCV, đúng không? Sau đến giao diện người dùng, tiếp theo là các cái thuật toán xử lý ảnh căn bản, ví dụ như là các cái bộ lọc đấy. Trong đấy là biến đổi ảnh, image transform. Tiếp theo là phần phân tích lược đồ xám histogram. Cái phần lược đồ xám histogram này nó là một cái kỹ thuật phân tích khá là quan trọng trong việc trong computer vision nhé. Rất là nhiều thuật toán sử dụng cái histogram này. Ví dụ như là so sánh ảnh đấy, hoặc là so sánh các cái đối tượng với nhau đấy, hoặc là nâng cao chất lượng ảnh bằng việc cân bằng histogram. Thì bọn em học chuyên xử lý ảnh rồi đúng không? Tiếp theo là cái phần phát hiện biên contour. Contour này chính là cái phần bao quanh của một đối tượng ấy. Thì khi bọn em nhìn vào bức ảnh đúng không, thì các cái đối tượng với nhau sẽ phân biệt được cái đường biên của đối tượng, thì nó chính là contour. Thì cái phát hiện biên contour này thường được dùng để tách các cái đối tượng khác nhau ra. Tiếp theo là phân vùng ảnh, tức là mình sẽ phân các cái ảnh thành các cái vùng mà có cái màu sắc và ngữ cảnh khác nhau, gọi là image segmentation này. Thì đối với những cái vùng mà có màu sắc và ngữ cảnh khác nhau thì nó sẽ mang một cái thông điệp khác nhau đấy. Ví dụ như là mình muốn làm một cái phần mềm cho xe tự hành đúng không, thì mình phải xác định được cái vùng nào là đường đi, vùng nào là vỉa hè, vùng nào là nhà cửa cây cối đấy. Thì khi đấy cái xe nó mới biết được để mà nó đi đúng không. Sau đến các thuật toán phát hiện chuyển động và theo dõi đối tượng, thì cái thuật toán này ví dụ như là phát hiện là người đi lại trong bức ảnh này đấy, theo dõi xem họ có cái hành động gì bất thường không, thì cái này là phát hiện chuyển động. Và tiếp theo cuối cùng là cái phần máy học machine learning. Thì thường machine learning là gì, tức là mình có thể sử dụng các cái tập dữ liệu cho trước để dạy cho máy học và máy sẽ ghi nhớ những cái thông tin nó học được, và sau này mình nó gặp các cái dữ liệu tương tự thì nó sẽ phân biệt được đấy. Ví dụ như cái bài toán phổ biến nhất là phân loại ảnh đúng không, thì mình muốn phân loại ảnh như các cái đối tượng như là con vật, chó, mèo, xe cộ đấy, thì mình sẽ tạo một cái tập ảnh về các cái đối tượng đấy và dùng thuật toán máy học cho máy nó học. Mình sẽ dạy cho nó học đâu là ảnh của các cái đối tượng đấy, thì khi mà nó gặp một đối tượng mới thì nó sẽ so sánh với những cái đối tượng mà nó học được để nó phân loại. Đấy là ví dụ của cái thuật toán máy học machine learning. Thì lần đầu tiên là các cái class căn bản mà mình hay sử dụng trong OpenCV này. Ví dụ như định nghĩa một điểm trong không gian hai chiều, thường là để xác định cái vị trí của một pixel trên bức ảnh ấy, thì người ta sẽ sử dụng một cái điểm 2D CV point đúng không? CV point này sẽ có hai tọa độ là y đấy. Thì ảnh trong không gian hai chiều nó sẽ là một cái tọa độ 2D đúng không? Thì cái góc trên cùng bên trái thì nó sẽ là có tọa độ 0,0 đấy, và cái góc dưới cùng bên phải thì nó sẽ có tọa độ xa nhất trong bức ảnh, thì nó sẽ có tọa độ là chiều rộng và chiều cao của bức ảnh. Thì chiều rộng nó bao gồm thường nó sẽ định nghĩa là số hàng và số cột của một bức ảnh, còn chiều cao thì nó thường là số hàng của một bức ảnh. Thì để định nghĩa cái trường dữ liệu của ảnh thì người ta sẽ sử dụng một cái class gọi là CV mask này. CV mask là ma trận điểm ảnh 2D này. Trong đấy có row là cái số hàng của ảnh, câu là số cột của ảnh đúng không, step là số bay của một hàng đấy. Thường cái step này nó sẽ bằng, ví dụ như ảnh 8 bit thì mỗi pixel
nếu mà ảnh 8 bit mà ảnh ảnh sáng ấy, thì một pixel của nó chỉ có là một byte thôi đấy, thì khi đấy step của là số byte của một hàng ấy, thì nó sẽ bằng số cột của ảnh đấy. Còn nếu mà ảnh ảnh màu 24 bit, đúng không, rồi mỗi kênh màu là RGB là 8 bit đúng không, thì khi đấy số thì một pixel nó sẽ cần 24 gần 3 byte để định nghĩa một pixel đấy, thì khi đấy step chính là số byte của một hàng, nó sẽ là 3 nhân số cột của ảnh đấy. Thì data là con trỏ đến trường dữ liệu của ảnh. Thì thường cái bộ nhớ của ảnh nó sẽ định nghĩa là nó sẽ quét ảnh theo chiều ngang, tức là theo hàng trước, đúng không, thì nó sẽ quét từ trái qua phải cho đến khi hết cái hàng đấy, thì nó lại dịch xuống thêm một hàng mới, và nó lại quét hàng mới theo đường zig zag đấy. Đấy thì đấy là cái cách mà sau này bọn em hiểu được cái cấu trúc của cái trường dữ liệu của ảnh này, thì sau này bọn em sẽ truy xuất được vào cái trường dữ liệu này để lấy giá trị của từng pixel ảnh để mà phân tích. Đấy. Thì cái mask này nó là ma trận điểm ảnh 2D, nhưng mà vì nó có ví dụ như là có thêm 3 kênh màu nữa, thì nó cái trường dữ liệu của nó sẽ là 5D, gồm 2D không gian và 3D dành cho 3 kênh màu. Thì cái mask ND này thì là nó trong không gian đa chiều, tức là nó không chỉ là gồm không gian 2 chiều mà nó gồm rất nhiều chiều, tùy vào ứng dụng thì nó sẽ định nghĩa là nó có bao nhiêu chiều. Còn cái đối tượng rectangle mà định nghĩa một cái vùng chữ nhật, cái vùng hình chữ nhật trong đấy có x y là tọa độ của cái điểm bên trên, cái điểm bên trên bên trái của ảnh, đúng không, và sau đấy width hay là độ rộng của cái hình chữ nhật đấy, xong đấy định nghĩa con trỏ, và cuối cùng là cái scala này nó bao gồm 4 vector, 4 phân tử, thường được để dùng để định nghĩa màu của một pixel. Màu của pixel nó bao gồm là trong không gian BGI ấy, tức là nó bao gồm các phân tử B là blue, G là green, R là red, đúng không? Còn cái thông tham số cuối cùng là nó định nghĩa cái độ trong suốt của ảnh. Đấy. Thì thường một cái pixel trong CV nó sẽ định nghĩa về 4 cái giá trị này. Thì ma trận ảnh CV map thì như thầy nói lúc nãy, thì khi mà bọn em khởi tạo một cái ma trận ảnh thì bọn em sẽ tạo lại số định nghĩa cái số hàng của ảnh này, tiếp theo là đến là số cột của ảnh, đúng không, và tiếp theo là kiểu dữ liệu. Thì ví dụ như đây thầy cái có lệnh là CV map 240x320 CV 8UC3 này thì 240 chính là số hàng của một bức ảnh, 320 là số cột của bức ảnh. Đấy. Và cái CV8UC3 là kiểu dữ liệu của ảnh, nó gồm 3 kênh màu, đúng không, mà mỗi kênh màu là một dạng dữ liệu 8 bit, tức là 256 mức lượng tử. Và cái ảnh 8 bit này là ảnh phổ biến trên Windows nhé, mà các chương trình OpenCV thường hoặc là trên Windows hay Linux thường người ta sẽ hiển thị cái ảnh 8 bit ra màn hình, nên thường là người ta sẽ xử lý với cái ảnh 8 bit này. Ngoài ra ngoài cái kiểu dữ liệu 8UC3 này thì còn các cái kiểu dữ liệu khác, ví dụ như là ảnh xám này, ảnh xám, ảnh gray ấy, thì là 8UC1, đúng không, là dữ liệu 8 bit. Hoặc là cái kiểu dữ liệu short này 16 bit này, thì nhiều ảnh mà người ta cần dùng đến dấu thì người ta phải dùng cái 16 bit này, ví dụ như sau này bạn sẽ gặp ảnh Sobel chẳng hạn, thì 8 bit không đủ, nó sẽ bị tràn bộ nhớ và nó sẽ không có dấu, thì khi đấy họ sẽ phải dùng cái định nghĩa cái ảnh kiểu dữ liệu 16 bit. Và một cái kiểu dữ liệu thông dụng mà mình hay dùng đấy là kiểu dữ liệu 32 bit loát, đúng không,
và 32 bit cho 3 kênh màu đấy, 32 FC3. Thì đây là kiểu dữ liệu flash thì tùy vào ứng dụng, có một số ứng dụng mình phải sử dụng flash mới đủ để tính toán, thì khi đấy mình phải chuyển cái kiểu dữ liệu ở 8GB C3 sang cái kiểu flash này. Tiếp theo là cái phần này rất là quan trọng, tức là mình phải truy cập vào phần tử trong ma trận ảnh, đúng không? Thì bọn em muốn phân tích ảnh hoặc là muốn xử lý ảnh thì bọn em phải lấy được cái dữ liệu của nó đấy, thì truy cập vào cái trường dữ liệu này để lấy nó từng pixel một như thế nào, đúng không? Ví dụ như thầy muốn lấy các cái giá trị trong cái nguyên không gian ảnh màu của BGR nhé, thầy muốn lấy các cái giá trị BGR của từng pixel một, ví dụ như pixel vị trí x y thì thầy sẽ truy cập nó như nào, đúng không? Thì ở đây có cái cách truy cập. Thứ nhất là truy cập trực tiếp này, thì thầy sẽ định nghĩa cái kiểu dữ liệu của pixel, tức là vector 3D 3B này chính là ba màu sắc BGR đấy. Đấy, xong đấy thì thầy sẽ truy cập vào cái tọa độ của cái điểm ảnh đấy, xong đấy y là cái số hàng, tức là cái tọa độ theo số cột, đúng không? Xong đấy thì các cái giá trị, ví dụ như cái pixel blue ấy thì nó là pixel đầu tiên, đúng không? Cái pixel thứ hai nó sẽ mang giá trị green đấy, và cuối cùng là mang giá trị red. Thì đây là cái cách mà để thầy truy cập và đọc giá trị ảnh này, hoặc là dán giá trị cho cái pixel đấy này. Thì bọn em cài OpenCV, bọn em thử tạo một ảnh nhé. Xong thì bọn em chạy cái đoạn lệnh này thì nó sẽ ra xem ra ảnh nó sẽ ra cái giá trị gì, đúng không? Thì bọn em cố gắng chạy các cái lệnh OpenCV, bọn em biết được thực tế nó chạy như nào thì mới hiểu sâu và nhớ được. Bọn em cố gắng. Thì khi đấy là ảnh nó có cái kiểu dữ liệu là một điểm ảnh 3 chiều 3 kênh màu, đúng không? Còn nếu mà ảnh nó chỉ có một chiều thôi mà kiểu dữ liệu nó loát thì mình sẽ access nó như nào, mình sẽ truy cập vào như nào. Thì đây là mình sẽ định nghĩa nó là loát, không phải là vector 3 chiều nữa, đúng không? Hoặc là nó chỉ là dữ liệu byte, dạng byte 8 bit đấy, ví dụ ảnh xám ấy, thì mình sẽ truy cập nó như thế này đấy. Thì đây là cái cách truy cập trực tiếp này. Thì cái cách truy cập này nếu mà bức ảnh rộng thì nó sẽ thường là rất chậm đấy. Thì có một cái cách truy cập nữa là truy cập trực tiếp vào địa chỉ bộ nhớ của trường dữ liệu luôn, đúng không? Thì ta có cái trường dữ liệu của ảnh là image.data này, chính là con trỏ đến trường dữ liệu của ảnh, đúng không? Thì khi đấy nhá, địa chỉ của từng hàng nó sẽ là y nhân với step, tức là step này chính là độ rộng về số byte ấy, số byte của ảnh, đúng không? Thì khi đấy cái địa chỉ của từng hàng y nhân với step này, xong đến là x nhân với lại cái số kênh màu đấy. Thì khi đấy cái giá trị y nó sẽ được tính như thế này, tương tự như là plot nhá. Plot thì nó mình chỉ việc ép kiểu nó sang dạng plot thôi, còn cái vị trí của điểm ảnh thì nó vẫn được tính như vậy, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái kiểu dữ liệu này step ấy, là plot ấy, thì cái step này nó thông thường nó sẽ bằng độ rộng của ảnh này nhân với plot là 4 byte, đúng không? Độ rộng của ảnh nhân với lại 4 byte. Ngoài ra nếu mà có 3 kênh màu thì nó phải nhân với 3 nữa. Thì đây là cái cách truy cập vào ảnh 8 bit 3 kênh màu. Đấy. Thì cũng tương tự như trên. Thì bọn em cố gắng hiểu được cái cách truy cập vào từng pixel của ảnh nha. Cái này là quan trọng đấy. Bọn em muốn phân tích ảnh mà không lấy được dữ liệu của nó thì chắc chắn là sẽ không phân tích được rồi, đúng không? Thì tiếp theo là các cái phát toán cơ bản trên ma trận ảnh. Đấy. Thì ví dụ như thầy tạo một cái ảnh nhá. Là image. Độ rộng là 240, cao 320, đúng không? Kiểu dữ liệu là BGR 8GB C3 đấy.
thì thầy định nghĩa là cái destination này này, nó là ảnh đích này, mask là channel đấy. Thì cái hàm image set to đúng không, CV scala đấy, là khởi tạo tất cả các cái phần tử của ảnh lên một giá trị cho trước EGR hoặc 000. Ví dụ đây là 000, nó là black, hoặc là các em có thể set nó là 255, nó là white này, hoặc là set một cái giá trị bất kỳ mà bạn muốn. Thì đấy là khởi tạo giá trị cho các cái phần tử ảnh thôi đấy. Còn copy, lệnh copy ảnh từ một ma trận gốc là như nào đúng không, thì bọn em chỉ đơn giản là sử dụng lệnh clone đấy, hoặc là copy to đúng không, copy một dữ liệu của một ma trận sang ma trận khác, hoặc là copy to có sử dụng mặt nạ. Sử dụng mặt nạ này là như nào, cái mặt nạ này là thường là một ba ma trận các điểm ảnh hai chiều mà nó chỉ có hai giá trị 0 và 1 thôi đấy, ma trận nhị ảnh nhị phân. Thì cái lệnh copy này nó chỉ được thực hiện đối với các cái pixel mà cái giá trị mặt nạ này bằng 1 đấy. Còn nếu mà cái mặt giá trị mặt nạ bằng 0 thì cái ảnh đích nó sẽ không được copy gì cả mà nó giữ nguyên luôn. Cái hàm là resize này là thường thay đổi kích thước của ma trận này. Thì các em chú ý là cái số hàng nhân với số cột của ma trận mới ấy, thì nó phải bằng cái số hàng nhân với số cột của ma trận cũ nhé. Đấy. Cái hàm split là cái hàm mà tách các kênh màu riêng biệt đúng không? Đối với ảnh BGR ấy thì nó sẽ bao gồm 3 kênh màu blue, green, red đúng không? Thì khi mà mình làm sử dụng hàm split này đấy, thì nó sẽ tách 3 cái kênh màu này riêng ra thành 3 cái ảnh riêng biệt đấy. Thì khi đấy 3 cái ảnh này nó sẽ mang giá trị của cái kênh màu riêng biệt. Thì khi bọn em phân tích ảnh ấy, bọn em thường là có nhu cầu phân tích 3 kênh màu riêng biệt, chẳng hạn ví dụ như bọn em muốn detect da người đúng không, detect da người thì bọn em sẽ thường là bọn em sẽ phân tích cái kênh màu có màu đỏ hơn, bởi vì da người thì nó thường có xu hướng là từ vàng đến đỏ đúng không, hoặc là phát hiện lửa chẳng hạn, lửa cũng thế, thì bọn em sẽ có nhu cầu phân tích cái kênh màu đỏ. Thì lửa, màu sắc của lửa thì nó thường là từ vàng đỏ đến trắng, thì tùy vào nhiệt độ đúng không, thì như vậy thì bọn em phải tách nó, các cái kênh màu riêng biệt ra thì bọn em mới phân tích được đấy. Hoặc là nhiều khi bọn em cũng có nhu cầu ghép cái kênh màu riêng ra thành một cái ảnh hoàn chỉnh chẳng hạn, thì khi đấy bọn em sẽ dùng cái lệnh merge này này đấy. Cái mực này là nó là phép toán ngược của cái hàm split, tức là ghép các kênh màu riêng biệt thành ảnh BGR đấy. Hoặc là nhiều khi bọn em cần biến đổi, ví dụ như từ ảnh 8 bit sang 8 bit sang cái ảnh 32 bit float đúng không, thì bọn em có thể dùng cái hàm convert to này đấy, biến đổi dạng dữ liệu của một từ ma trận 8 bit 3 kênh màu sang ma trận 32 bit 3 kênh màu. Nhưng mà khi bọn em dùng cái lệnh convert to này nhé, bọn em phải để ý này, là số kênh màu của ảnh nguồn và ảnh đích phải giống nhau đúng không? Ví dụ như ảnh nguồn là ảnh xám này, thì ảnh đích nó cũng phải là ảnh xám một kênh màu, còn ảnh nguồn là 3 kênh màu, ảnh đích nó cũng là 3 kênh màu. Còn một cái lệnh nữa là cộng toàn bộ các cái pixel của cái ma trận một hàng số đúng không? Và thì bọn em định nghĩa nó đơn giản như vậy đó, là đích này thì sẽ bằng ảnh nguồn cộng với một hàm số C đấy. Thế ở C lớn hơn 0 thì là nó tăng độ sáng của ảnh, C nhỏ hơn 0 là giảm độ sáng của ảnh. Thì tương tự nhân như thế, thì đây là cái phép nhân ma trận với một cái hàm số, tất cả các điểm ảnh của ma trận định nhân với một cái hàm số đấy. Và một cái khái niệm nữa là region of interest, tức là cái vùng mình quan tâm đúng không? Thì đôi khi là mình cả cái bức ảnh thì mình không cần quan tâm nhiều, mình chỉ quan tâm một cái vùng nào đấy trong bức ảnh thôi chẳng hạn. Ví dụ như mình chỉ quan tâm một cái vùng nằm trong cái cửa sổ thôi, vì cái vùng cái cửa sổ đấy nó chứa cái thông tin mình quan tâm đấy. Thì khi đó mình sẽ định nghĩa một cái cửa sổ, một cái hình chữ nhật, cửa sổ hình chữ nhật nhé đấy. Thì khi đấy mình định nghĩa một cái vùng Hawaii này, vision of interest,
Ví dụ như cái hàm này thì cái hàm sau khi mình định nghĩa cái AI này này thì nó sẽ hoạt động như một cái ảnh con của một cái ảnh lớn ấy, nó hoạt động hoàn toàn độc lập. Ví dụ như là cái em dùng cái lệnh AI set to đúng không, thì khi đấy tất cả các pixel bên trong hình chữ nhật sẽ được set về giá trị màu đỏ, chỉ bên trong cái vùng mình quan tâm thôi, còn bên ngoài thì là nó không làm gì cả đấy. Ví dụ nhá, ví dụ ở đây là thầy tạo một cái ảnh có chiều cao là 240 và 20 pixel đúng không đấy. Thầy dùng cái lệnh image set to scala là 0 0 0, thì khi đấy cái ảnh khởi tạo ấy, nó sẽ có background là màu đen là 0 0 0 hết nhá, ba giá trị EGA bằng 0 hết đấy. Sau đấy thầy định nghĩa một cái hình chữ nhật đúng không, hình chữ nhật qua tọa độ, xy là 50 50 và chiều chiều rộng là 100 và chiều cao là 50 đúng không. Sau đây đấy thầy định nghĩa một cái vùng để quan tâm nằm bên trong cái hình chữ nhật đấy, và thầy xét cho tất cả các cái điểm ảnh trong cái hình chữ nhật đó lên màu đỏ, thì thầy sẽ có cái kết quả là cái ảnh này đấy. Thầy nói này có nhanh quá không nhỉ? Alo. Không ạ. Thì bọn em sau này cố gắng thực hiện các cái lệnh này nhé, để thầy hiểu hiểu xem là nó hoạt động như thế nào đấy. Ví dụ như cái lệnh copy to mà sử dụng mặt nạ này này, thì bọn em muốn viết các cái chương trình lồng ghép khung ảnh chẳng hạn đúng không, thì bọn em có thể tạo một cái mặt nạ cho cái khung ảnh đấy. Đấy thì khi bọn em copy thì bọn em chỉ copy những cái pixel bên trong cái khung ảnh thôi, còn cái bên ngoài khung ảnh thì bọn em vẫn giữ nguyên là cái ảnh mà bọn em thiết kế ra đấy, thì nó sẽ tạo lại một cái chương trình lồng ghép khung ảnh ha. Đấy nó đơn giản thôi. Phần giao diện người dùng hay vui thì nó sẽ làm một cái nhiệm vụ là đọc ảnh này, hiển thị ảnh này, ghi ảnh này, hoặc là làm việc với video camera, đọc video đấy, connect với camera và ghi ghi ra file video đấy. Thì đọc ảnh ở đây là nó OpenCV chỉ đọc bằng cái ảnh raster thôi nhé. Mà em biết ảnh raster không? Ảnh raster như là các cái ảnh như là JPEG này, PNG này, BMP này. Đấy. Cái ảnh mà nó quét theo chiều ngang, chiều hàng ngang xong từng hàng một đấy. Thì đây là ví dụ đọc và hiển thị ảnh. Đây, thầy đọc một cái ảnh PNG đúng không? Thầy đọc nó vào trong một cái ma trận image. Thì cái ảnh này này, cái ảnh trong cái ma trận này nó sẽ có các cái giá trị là ảnh BGA đấy. Và em thường học là ảnh RGB đúng không, red, blue, green, nhưng mà trong OpenCV ấy thì nó lại định nghĩa ngược lại là BGA tức là blue và green xong rồi red là cuối cùng đấy. Tiếp theo là cái phần tạo một cái cửa sổ để hiển thị ảnh đúng không, thì cái cửa sổ nó gồm một tên cửa sổ này và cái tham số, ví dụ như window normal tức là nó sẽ hiển thị một cái ảnh bé xong rồi người dùng có thể thay đổi kích thước ảnh, hoặc là bạn có thể dùng cái tham số là window auto chẳng hạn, thì khi đấy cái ảnh nó hiển thị ra nó vừa khít với cái size cái kích thước thật của bức ảnh luôn, tuy nhiên là khi đấy bọn em sẽ không không resize được đấy. Xong đấy bọn em dùng cái hàm image show để show cái bức ảnh lên đúng không, là cái hàm wet key không này này là cái hàm mà để dừng dừng cái lệnh show ảnh lại, nếu bạn em không dùng cái bức ảnh wet key ấy thì nó show xong thì nó sẽ đóng cửa sổ luôn đấy. Còn ghi file ảnh ra thì bọn em đơn giản là dùng cái hàm image quay đặt tên file ảnh xong rồi đến đấy là đến cái liệu ảnh được. Và bây giờ mình giải lao một chút nhỉ.
À, hay là lớp trưởng có thể giúp thầy điểm danh được không? Cô Thúy thường điểm danh bằng cách nào? Alo. Chưa thấy cô điểm danh như nào. Cô chưa điểm danh nha. Cái hệ thống ở trên này nó tự điểm danh nhỉ? Giám sát giao thông này, đúng không? Thì nó sẽ detect các cái xe, đúng không? Và theo dõi chuyển động của xe, đếm xe, phân loại xe chẳng hạn, đo tốc độ xe đấy. Thì bọn em nhìn thấy các cái đường màu xanh này, đấy là cái trajectory, tức là cái quỹ đạo đi của xe đấy, mình hoàn toàn có thể để dùng xử lý ảnh và OpenCV để mình làm được. Đây là dùng dùng mô hình machine learning, tức là máy học để nhận dạng xe. Đấy. Sau đấy dùng các cái thuật toán theo dõi đối tượng. Nên bọn em cố gắng thực hành OpenCV nhờ vào, sau này bọn em sẽ làm được những cái chương trình kiểu như thế này. Đấy. Nó còn nhiều cái ứng dụng khác nữa. Thì đây là cái chương trình mà thầy sẽ đọc dữ liệu ảnh từ một cái video, đúng không? Thì một video nó sẽ gồm một chuỗi các cái ảnh liên tiếp với nhau đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái video camera cũng vậy. Khi bọn em connect đến camera thì bọn em sẽ nhận được một chuỗi các cái ảnh liên tiếp với nhau đấy, thì khi đấy và em sẽ thay bằng xử lý cho từng ảnh tĩnh, nhưng mà em sẽ xử lý cho một cái chuỗi ảnh với nhau. Đấy. Ơi Đây, ví dụ đơn giản thế thôi. dạ có ra được ngoài đâu mà giao Thì cái phần như cái phần hai vui này này nó support cái việc đọc video nhé. Như cái thầy lúc nãy là thầy dùng OpenCV để đọc video ấy, thì cái lệnh đọc OpenCV ở video đó là lệnh gì? Mình sẽ gọi một cái class gọi là video capture, đúng không? Thì tên của nó, ý nghĩa của nó chính là đọc đọc ảnh từ video hoặc camera. Thì bọn em để ý này, khi bọn em open, nếu mà bọn em đặt đường dẫn ấy, là một cái đường dẫn tới file của video, đúng không? Thì nó sẽ đọc file. Còn nếu mà bọn em đặt cái đường dẫn là cái link tới cái camera ấy, thì thường camera nó sẽ dùng cái ATSP protocol để nó streaming các cái ảnh, đúng không? Thì khi đấy mình sẽ đưa cái ATSP này vào, thì cái phần OpenCV nó sẽ kết nối với camera đấy. Và khi kết nối với camera thì nó sẽ không đọc tất cả các ảnh đâu, mà nó sẽ đọc lần lượt từng ảnh một, đúng không? Thì khi đấy mình sẽ đọc lần lượt từng ảnh một và mình xử lý thôi. Thì đây là cái lệnh mà OpenCV nó sẽ đọc lần lượt từng ảnh một này, đấy. Đã đọc từng khung ảnh trong video hoặc camera, sau đấy xử lý. Đấy. Còn ngoài ra OpenCV nó cũng hỗ trợ cái việc ghi ra file video, đúng không? Thì thường là mình cũng có nhu cầu tạo ghi record lại cái nội dung của cái camera để sau này mình có thể xem lại. Ví dụ như có cái sự kiện gì bất thường mình xem lại chẳng hạn, thì mình có thể hoàn toàn dùng OpenCV để mình ghi được. Đấy, thì khi mà em ghi ấy, thì em sẽ tạo một cái file. Mình sẽ tạo một cái gọi là video writer, đúng không? Trong đấy mình mở một file này bao gồm đường dẫn file này. Đây là các cái tiếp theo là cái chuẩn nén của cái video đấy. Khi mình ghi thì mình phải nén nó lại để cho nó tiết kiệm bộ nhớ nhé. Nếu mà ghi ảnh RAW thì nó rất là nặng, thì mình phải nén nó lại. Thì mình sẽ dùng các cái chuẩn nén, ví dụ như là DivX, MP4, MP2, đúng không? Đấy. Tiếp theo cái này là cái frame per second này, tức là cái số frame mà cái video nó sẽ lưu lại trong 1 giây ấy. Thì thông thường các cái camera bây giờ nó sẽ hỗ trợ là 30 đến 60 frame cơ. Đấy. Thì mình có thể ghi thành ghi 10 frame trên giây là đủ rồi. Thì nhiều khi không cần đến cái độ phân giải cao quá 30 60, thì cái file video dung lượng nó sẽ rất là cao. Tiếp theo là cái size của ảnh cần ghi, đúng không?
và cuối cùng là nó là cái một cái flag, nó xác định là ảnh màu hoặc là ảnh đen trắng thôi. Nếu là ảnh màu thì nó là một, còn ảnh đen trắng thì nó là không. Đấy, thì đấy là cái cách mà cái module Hangul nó làm việc với video và camera. Thì cái phần trên thầy đã giới thiệu các cái bước cơ bản về ảnh đúng không, truy nhập điểm ảnh này, xong đấy kết nối với đọc ảnh thế nào này, đọc ảnh từ video thế nào và đọc ảnh từ camera thế nào đấy. Thì đấy là tất cả các cái bước cơ bản về việc đọc ghi ảnh. Phần tiếp theo thì thầy sẽ giới thiệu sang phần thuật toán, các cái thuật toán mà phổ biến mà mình sẽ hay dùng trong xử lý ảnh. Thì cái bước đầu tiên của xử lý ảnh ấy là tăng cường ảnh nhé. Tăng cường ảnh ở đây là mình sẽ làm mịn ảnh này, hoặc là mình remove nhiễu ảnh này, hoặc là làm tăng cái độ tương phản của ảnh. Tức là mình làm nổi bật ảnh lên để mình lấy được các cái thông tin nó dễ dàng hơn, đúng không? Đấy, ví dụ như trong cái bài toán nhận dạng ký tự chẳng hạn, nó rất là nhiều nhiễu. Trước cái khi mà ảnh như mình muốn tách ngưỡng để lấy cái ký tự ra chẳng hạn, thì mình phải xử lý, mình remove nhiễu đi. Đấy, thì khi đấy mình mới lấy được các cái ký tự nguyên bản, nó không bị nhiễu. Thì xử lý ảnh bây giờ nó bao gồm các cái thuật toán gì? Làm mịn ảnh, xử lý nhiễu ảnh, xử lý hình thái học, morphology, đúng không? Fluorophin. Fluorophin là cái thuật toán mà để tách cái vùng ảnh mình quan tâm ra. Đấy. Bạn này, cái này bạn nào mà hay sử dụng OpenCV nhiều ấy, thì bọn em thường chọn cái mảng màu mà bọn em muốn thay đổi nó đi. Đấy, ví dụ như muốn làm cho cái mảng màu da nó sáng hơn, mình cái thuật toán Fluorophin này chọn riêng mình cái mảng màu da thôi. Đấy. Còn tiếp theo là thay đổi kích thước ảnh, thì mình sẽ dùng cái thuật toán là resize, thay đổi, ví dụ phóng to, thu nhỏ ảnh. Cuối cùng là thân ngưỡng ảnh, tức là chuyển ảnh, thân ngưỡng mà em học bên xử lý ảnh rồi đúng không? Thì là mình sẽ chuyển từ ảnh đa bức sáng sang ảnh phân để lấy các cái pixel mà mình quan tâm. Thì ở đây là các cái sample code OpenCV về cái phần làm mịn ảnh và khử nhiễu này, thì nó gọi chung là smoothing ấy. Thì bọn em học ở bên xử lý ảnh ấy, thì nó sẽ có các cái thuật toán nào min filter đúng không, là bộ lọc trung bình, median filter bộ lọc trung vị, Gaussian filter bộ lọc Gaussian, và cái thuật toán bilateral filter là cái bộ lọc bảo tồn biên. Thì đây là các cái bộ lọc rất là phổ biến mà mình sẽ hay dùng. Min filter là gì? Min filter là mình sẽ định nghĩa một cái cửa sổ ấy, và cái ảnh đầu ra thì nó sẽ là trung bình cộng của các cái điểm pixel lân cận nằm trong cái cửa sổ lọc của cái pixel mà mình đang xử lý. Đấy. Còn median filter thì là cái bộ lọc trung vị, tức là sắp xếp các cái điểm ảnh trong vùng cửa sổ quan sát theo chiều tăng dần hoặc giảm dần và lấy cái giá trị trung vị, giá trị ở giữa. Gaussian blur thì nó là một cái thuật toán mà trong toán tử không gian hai chiều, và các cái hệ số của bộ lọc nó được tính theo cái phân bố chuẩn Gaussian trên miền không gian 2D. Đấy. Còn cái bilateral filter này thì nó là bộ lọc bảo tồn biên đúng không? Thì khi đấy mà nó gặp thì các cái bộ lọc đặc điểm của ba cái bộ lọc trên ấy, thì nó sẽ làm mịn ảnh nhưng mà nó cũng làm mờ ảnh đi, và nó sẽ làm mờ biên của đối tượng. Còn cái trong khi đấy nhiều khi mình vẫn cần cái thông tin về biên của đối tượng mình mới giữ nguyên nó. Đấy, thì cái đó là cái lý do mà người ta phát triển cái bộ lọc bilateral filter. Thì đây bọn em nhìn cái code nhé, sample code này, đọc một cái ảnh vào này, đấy. Xong đấy, các em gọi hàm CV blur cho cái min filter, các cái tham số đầu vào là ảnh nguồn này, ảnh đích này, và độ rộng của cửa sổ lọc, đúng không? Tương tự thì cái median blur đấy, thì nó bao gồm ảnh nguồn, ảnh đích và cửa sổ,
độ rộng của cửa sổ bộ lọc đấy. Gaussian blur thì nó cũng bao gồm tham số là ảnh nguồn, ảnh đích và cái cửa sổ bộ lọc, còn một cái tham số nữa là cái độ lệch chuẩn đấy. Cái độ lệch chuẩn này thì khi mà cái giá trị của cái pixel nó lớn hơn so với cái pixel đang xử lý ấy, nó lớn hơn cái độ lệch chuẩn này thì nó sẽ bị lọc đi, còn nó nhỏ hơn thì nó không, không nó bị lọc ít đi đấy. Cái bilateral filter này thì nó sẽ có các cái tham số là ảnh đầu vào, ảnh đầu ra, bán kính của bộ lọc, ví dụ đây là 10 pixel, cái bán kính này càng lớn thì nó sẽ càng chậm đấy. Còn đây là cái độ rộng của cái đường biên này. Độ rộng của đường biên là khi nào là như nào, tức là khi mà nó dùng nó chuyển nó cái độ tương phản, độ chênh lệch giữa hai cái vùng cái mảng màu khác nhau ấy, thì cái độ rộng này càng cao thì cái biên nó được bảo tồn càng ít đi, tức là cái mà cái độ rộng biên nó lớn hơn cái mình đưa vào đây thì nó mới được bảo tồn, còn nếu mà cái độ biên mà nó bé hơn cái độ lệch mà mình đưa vào đây thì nó sẽ bị lọc đi. Đấy. Thì khi mà cái độ rộng này càng cao thì cái ảnh của em nó xem ra nó giống như là cái ảnh hoạn họa, tức là các cái mảng màu nó sẽ phân biệt rất là rõ. Đấy. Thì ở đây là cái kết quả của cái đoạn code mà thầy đưa ra, đúng không? Thì đây là ảnh gốc này, ảnh media filter này, mà em thấy là nó bị nhiễu, bị mờ đi rất là nhiều. Đấy, media filter thì tùy cái cửa sổ, cái đối tượng mà nó lớn hơn cửa sổ lọc thì nó sẽ bị mờ đi. Còn nếu mà nó bé hơn cửa sổ lọc thì nó bé hơn cửa sổ lọc thì nó bị mờ đi, còn nó lớn hơn cửa sổ lọc thì nó vẫn được giữ nguyên lại. Gaussian filter của nó cũng bị mờ đi nhé, nhưng mà nó sẽ ít mờ hơn cái median filter và cái mean filter, đúng không? Và cuối cùng là bọn em xem cái bilateral filter ấy. Đấy. Thì các cái biên, các cái đối tượng mà có cái biên nó mạnh, nó lớn hơn cái giá trị mình đưa vào thì nó sẽ được bảo tồn lại. Đấy. Thì khi đấy các cái vùng mà có cái biên nó nhỏ thì nó sẽ bị được làm mờ đi, làm mịn đi. Còn cái chi tiết mà với cái biên nó lớn thì nó được giữ lại, mình thấy được cái chi tiết của nó. Thì về nhà bạn em cố gắng chặn cái sample này này, xong đấy rồi thay các cái độ rộng của cửa sổ lọc nhé, để xem là chọn cái cửa sổ nào như nào nó hợp lý. Cái chỗ độ rộng của cửa sổ lọc này nó rất là quan trọng đấy. Nếu mà bọn em mà chọn sai rồi nhiều khi cái ảnh ra nó lại kém hơn cái ảnh ban đầu. Đấy. Thường thì cái độ rộng của cửa sổ lọc là rất nhỏ so với độ rộng của object, và lớn hơn nhiễu thì khi đấy nhiễu nó bị khử đi, còn cái đối tượng thì nó sẽ vẫn được giữ lại. Phần tiếp theo là đến cái phần xử lý hình thái học. Thì cái phần xử lý hình thái học này nó cũng là một bước quan trọng trong gọi là image morphology ấy. Thì cái bước này là thường được dùng với ảnh nhị phân, tức là khi mà mình tách ngưỡng rồi ấy, thì mình sẽ sử dụng các cái cơ toán hình thái học này để mình xử lý các cái thao tác tiếp theo đối với cái ảnh đấy. Thì cái xử lý hình thái học này nó có tác dụng này. Thứ nhất là làm mỏng đối tượng, loại bỏ đối tượng nhỏ ra những sinh ra, đúng không? Hoặc là làm dày các đối tượng, nối liền các phần dày dạng đối tượng lại. Tiếp theo là nó có thể lấp đầy trục trống bên trong một đối tượng. Đấy. Thì cái xử lý hình thái học này nó có bốn cái phép toán cơ bản, và trong đấy chủ yếu là hai phép toán cơ sở của nó là phép toán dilation, tức là làm dày nối liền các đối tượng, đúng không? Và các phép toán erosion là làm mỏng và khử nhiễu, loại bỏ các đối tượng. Đấy. Thì khi mà cái
dựa vào hai cái phép toán cơ sở này mình sẽ có hai cái phép toán tiếp theo là opening transform và closing transform, đúng không? Opening transform là lần lượt sử dụng hai phép toán erase và dilate để loại bỏ các cái nhiễu nhỏ, các cái nhiễu lốm đốm ấy nhỏ. Sau đấy mình sẽ sử dụng cái hàm dilate để làm rời đối tượng, sau đó là khôi phục lại cái hình dạng ban đầu của đối tượng. Đấy. Còn cái hàm closing tức là lần lượt sử dụng hai phép toán dilate và erase. Dilate là để làm rời đối tượng, nối liền các phần đối tượng lại với nhau. Sau đấy lại sử dụng thuật toán erase để làm mỏng đối tượng, đưa đối tượng trở về hình dạng như ban đầu. Đấy. Thì đây là cái ví dụ về cái phần xử lý hình thái học, đúng không? Thì thầy ở đây, cái thầy quan tâm là thầy muốn tách được cái vùng mà nó có một cái đám khói và một cái đối tượng đi bộ ra. Thì sau khi phân ngưỡng ấy, thì thầy sẽ được một cái bức ảnh là nó là gồm các cái ảnh, nó bao gồm cái nhiễu lốm đốm, đúng không? Và đôi khi các cái đối tượng nó lại bị có một cái lỗ bên trong đối tượng này. Đấy. Thì nhiệm vụ của thầy đưa ra là thầy muốn khử cái nhiễu lốm đốm này đi và lại làm rời cái đối tượng này lại, nó mất cái lỗ này đi này. Thì khi đấy thầy sẽ tách được hai cái vùng của cái đám khói và cái đối tượng đi bộ ra. Đấy. Thì cái thuật toán dilation transform thì nó làm rời đối tượng, đúng không? Thì em thấy các cái lỗ nó sẽ bị điền đầy. Tuy nhiên các cái điểm ảnh lốm đốm ấy thì nó bị dày lên. Đấy. Còn thuật toán erosion ấy, thì nó lại ngược lại, đúng không? Thì là nó lại làm mỏng cái đối tượng đi. Em thấy cái đối tượng nó bị mỏng đi này. Và các cái đối tượng nhỏ này này, vì nó bị làm mỏng quá, nó không còn nữa thì nó sẽ bị mất đi, đúng không? Tuy nhiên các cái đối tượng, các cái chỗ lốm đốm ở bên trong đối tượng nó cũng bị làm cho cái làm rộng ra, đúng không? Đấy, thì khi đấy cái lỗ, cái hố ở trong bên trong đối tượng nó lại bị rộng ra. Thuật toán open transform, đấy tức là mình sẽ làm mỏng đối tượng, xong đấy mình lại làm dày nó lại như ban đầu. Đấy, thì khi mình làm mỏng như thế này, xong đấy mình lại dùng cái thuật toán dilation mình làm dày nó lên, thì đúng không, thì mình sẽ khôi phục được lại cái hình dáng của ảnh như ban đầu. Đấy. Và cái nhiễu thì bị mất đi. Đấy. Còn cái thuật toán closing ấy thì là mình lại làm mỏng, làm rời đối tượng trước. Đấy. Thì cái đối tượng này mình làm rời trước này, xong đấy mình lại làm mỏng nó đi này. Thì cái đấy thì các cái vết cắt giữa đối tượng sẽ được lấp đầy, đúng không? Các cái chỗ trống bên trong đối tượng bị lấp đầy. Và sau đấy thì mình lại làm mỏng đối tượng, thì là mình sẽ được đưa về đối tượng về cái hình dạng ban đầu, đúng không? Thì sau các cái bước này thì cuối cùng là thầy đã được tách được cái vùng mà có chứa đám khói và đối tượng ra chưa? Đấy, mà em thấy cái ảnh cuối cùng này nó rất là đẹp. Đấy. Thì đây là ý nghĩa của cái xử lý hình thái học và thường là dùng với ảnh nhị thân sau khi tách ngưỡng. Đấy. Thì trong cái xử lý hình thái học này, cái thuật toán xử lý hình thái học nó sẽ hoạt động như một cái bộ lọc không gian hai chiều, đúng không? Và cái cửa sổ bộ lọc được biểu diễn dưới dạng một hình chữ nhật. Đấy. Có tâm là nằm ở chính giữa bộ lọc, đúng không? Nhưng mà cái này nó khác cái bộ lọc không gian hai chiều ấy, thì cái kernel của cái xử lý hình thái học này nó sẽ có hai giá trị 0 và 1 thôi. Và ở các cái giá trị bằng 1 đấy thì nó mới được tính. Còn các cái giá trị bằng 0 nhá thì nó sẽ không thuộc cửa sổ của bộ lọc. Đấy. Từ đấy suy ra là mình có thể định nghĩa cái cửa sổ bộ lọc này dưới hình dạng bất kỳ tùy vào cái ứng dụng mà mình cần. Đấy. Và khi đấy cái hàm dilation là cái hàm mở rộng ấy, thì nó sẽ là cái hàm mắc filter, nó tương tự như mắc filter nhưng mà trong cái không gian của cái bộ lọc thôi. Và cái hàm erosion nó sẽ làm hàm min filter. Đấy. Ý nghĩa của cái xử lý hàm morphology
thì bây giờ mình chọn cái kernel như thế nào và cái ứng dụng của cái kernel như thế nào, đúng không? Thì đây, thì ví dụ như đây là thầy chọn một cái kernel là cái một cái ma trận, một cái cửa sổ lọc 9x9 pixel này. Ở đây thầy có một cái ảnh có một đối tượng là hình tròn, đúng không? Thì khi mà thầy áp dụng cái hàm dilation vào cái đối tượng này thì thầy sẽ được một cái hình này, nó không còn là hình tròn nữa, tuy nhiên nó lại được làm dày ra đấy. Còn nếu mà thầy áp dụng cái thuật toán dilation đấy, thì cái đối tượng nó lại bị làm mỏng đi đấy, nó bị mỏng đi kiểu như thế này đấy. Còn tiếp theo là ví dụ như đây này, thầy có một bản nhạc nhé, muốn làm một cái chương trình chơi nhạc tự động, đúng không? Thì thầy phải tách các cái nốt nhạc ra, đúng không? Và tách các cái thanh nhạc ra đấy. Thì làm sao mà để thầy xóa được các cái nốt nhạc ở đây đi, đúng không? Thì thầy sẽ định nghĩa một cái kernel theo chiều ngang như thế này đấy. Thì khi đó thầy sẽ áp dụng cái thuật toán erosion trên dựa vào cái kernel này đấy. Thì khi đó tất cả các cái đối tượng mà có cái độ dày, đúng không, độ dày nó theo chiều ngang nó thấp hơn cái kernel này này thì nó sẽ bị xóa đi đấy. Thì khi đấy thì thầy em sẽ thấy, các em sẽ thấy là khi thầy áp dụng cái thuật toán erosion đối với cái kernel này, này thì bọn em sẽ thấy các cái nốt nhạc bị xóa hết đi, à, chỉ giữ lại các cái thanh nhạc thôi đấy. Và bây giờ ngược lại, khi mà thầy muốn giữ lại cái nốt nhạc, đúng không, để xóa cái thanh nhạc đi đấy, thì thầy sẽ sử dụng cái thuật toán gì, cũng là thuật toán erosion thôi, và cái hình dạng của thuật toán lại là theo chiều dọc đấy. Thì khi đấy tất cả những cái đối tượng mà có cái chiều dọc nhỏ hơn cái chiều dọc của cái kernel này này thì nó sẽ bị xóa hết đi. Như ví dụ như cái thanh nhạc này, này nó sẽ bị xóa hết đi, trong khi các cái nốt nhạc này nó có độ dày cao hơn, nó sẽ được giữ lại đấy. Thì sau khi thầy áp dụng cái thuật toán erosion để xóa các cái mà đối tượng mình không mong muốn đi thì thầy lại áp dụng cái thuật toán ngược lại là dilation, đúng không? Dilation đối với cái kernel đấy thì thầy sẽ khôi phục lại được cái hình dạng ban đầu của cái object mà không bị mất đấy. Thì như vậy là chỉ dùng hai phép toán đơn giản là erosion và dilation thôi thì thầy có thể tách được cái bản nhạc là cái thanh nhạc và nốt nhạc riêng. Đây là một cái bước trong cái quá trình cái phần mềm chơi nhạc tự động ha. Đúng không? Thì bọn em nhớ cách sử dụng các cái xử lý hình tháp morphology nhé. Nó gần như là tất cả các cái chương trình xử lý ảnh và thị giác máy tính sau này bọn em đều trải qua cái bước này. Bước này là cực kỳ quan trọng. Tiếp theo là thuật toán Floodfill, đúng không? Thì thường là dùng để tách vùng ảnh cần quan tâm. Các bước xử lý tiếp theo này, ví dụ như là trong cái bức ảnh này, thầy muốn tách cái vùng mà bao gồm mặt đường ra trong các cái bài toán sử dụng cho xe tự hành chẳng hạn. Đấy. Thì thầy sẽ dùng cái thuật toán nào? Thì cái tốt nhất là mình sẽ dùng thuật toán Floodfill, đúng không? Floodfill là được sử dụng như nào, là định nghĩa này, định nghĩa một cái điểm ảnh bất kỳ thuộc vùng được quan tâm đấy, sau đấy sẽ tìm các cái điểm ảnh lân cận và nó có cái giá trị không chênh lệch so với cái điểm ảnh được định nghĩa không nhiều đấy. Thì rồi thì cái đấy người ta gọi là thuật toán Floodfill. Thì ví dụ như đây thầy định nghĩa một cái vùng ở đây, đúng không? Thì thầy cứ mở rộng ra các cái điểm ảnh mà nó cứ tương tự với cái vùng này mà có màu xám, đúng không? Thì cuối cùng thầy mở rộng ra được cái toàn bộ cái mặt đường như thế này. Đấy. Nhưng mà các em thấy là khi mà nó gặp cái biên nhá, cái biên này nó khác hoàn toàn so với ảnh của mặt đường ấy. Thì cái đấy nó sẽ bị dừng lại, đúng không? Và kể cả cái vùng bên đây nó cũng màu xám nhưng mà nó sẽ không được mở rộng sang bên đây vì bởi vì nó bị cái biên này ngăn lại. Thì cách sử dụng hàm này như thế nào? Thì mình sẽ gọi hàm CV Floodfill, đúng không? Gồm có ảnh đầu vào này, xong rồi cái point này này, cái seed point ấy. Cái seed point này chính là cái điểm mà mình chọn. Mình chọn là cái điểm khởi đầu trong thuộc vùng mình quan tâm. Đấy. Như cái seed point này thì chọn đây là cái điểm ở chỗ này này, chỗ con chuột này. Đấy. Xong đấy là cái scalar này này, là
cái giá trị mà mình muốn muốn phin vào cái vùng mình quan tâm. Ví dụ như đây là thầy phin ở đây là màu xanh đúng không? Màu xanh lá cây. Cái rectangle này là cái hình chữ nhật bao quanh cái vùng được quan tâm mà hàm nó sẽ trả về thôi. Còn ở đây có cái hai cái định nghĩa quan trọng ấy, là cái biên trên và biên dưới đúng không? Biên trên và biên dưới thì khi mà cái điểm ảnh mà cái điểm ảnh lân cận ấy, nó nằm ở trong cái khoảng cách biên này, tức là nó bằng cái điểm ảnh hiện tại cộng trừ đi biên trên và biên dưới, nó nằm trong cái khoảng đấy thì là cái điểm đấy nó sẽ được phin vào trong cái vùng ảnh mình cần quan tâm. Thì đấy là cái hoạt động của thuật toán flat fin và cái ý nghĩa của nó nhé. À, tiếp theo là hàm resize, thay đổi kích thước ảnh, đúng không? Thì cái hàm resize này thì mình sẽ phóng to thu nhỏ ảnh tùy vào việc nhiều khi mình muốn thu nhỏ ảnh lại để mình cái việc xử lý của mình nó được nhanh hơn đấy. Hoặc khi mình muốn phóng to ảnh ra để các cái chi tiết mình cần quan tâm nó rõ hơn, đúng không? Thì cái hàm này nó bao gồm các cái tham số đầu vào là như thế này. À, đây là ảnh đầu vào này, đầu ra này, và kích thước mong muốn là ảnh đầu ra. Còn cái thuật toán này là thuật toán Lossy này. Ví dụ khi mà mình resize nó với ảnh bé hơn, đúng không? Thì mình sẽ dùng Lossy như thế nào đấy, hoặc là resize nó lớn hơn. Ví dụ như mình muốn thêm 1 pixel và 2 pixel chẳng hạn, là thêm resize ảnh lớn hơn, thì mình sẽ sử dụng Lossy như thế nào. Thường là ví dụ như là đây, nearest neighborhood interpolation, tức là nội suy mà trung bình cộng các cái điểm ảnh lân cận đấy. Ví dụ như là 2 điểm ảnh nhưng mình muốn thêm 1 pixel ở giữa thì mình chỉ việc nó là trung bình cộng giữa 2 cái điểm ảnh mà mình có. Thì đây có cái tùy, nó rất là nhiều thuật toán nội suy đúng không? Sử dụng 4 điểm ảnh hoặc là 2 hay 3 điểm ảnh thì nó định nghĩa ai mình chọn đấy. Tiếp theo là bài toán phân ngưỡng. Phân ngưỡng cũng tương tự như plot fin đấy, thì là mình sẽ tách các cái pixel mình quan tâm ra thôi đấy. Thì phân ngưỡng ở đây là so sánh các cái giá trị pixel của ảnh đầu vào với một cái ngưỡng nhất định để tạo thành cái ảnh nhị phân. Cái này mà trong xử lý ảnh bọn em cũng học rồi ấy. Tuy nhiên là có một thuật toán khác là adaptive threshold, là tự động tìm ngưỡng cho các cái vùng ảnh nhỏ. Bởi vì cái mức phân bố cường độ sáng cho toàn bộ không gian nhiều khi nó không đều đấy. Cho nên là nếu mà mình chỉ dùng một ngưỡng để mình tách thì đôi khi mình sẽ không tách được cái thông tin mà mình cần, đúng không? Thì khi đấy cái thuật toán adaptive threshold này nó sẽ hữu dụng hơn. Thì cái thuật toán threshold này nó sẽ bao gồm cái gì? Và đầu vào này, ảnh đầu vào này, ảnh đầu ra là cái ảnh nhị phân ấy. Đấy. Cái giá trị threshold là cái giá trị tách ngưỡng, đúng không? Là cái giá trị mà mình sẽ so sánh các cái điểm ảnh, cái giá trị này. Đấy, đây là cái giá trị của ngưỡng của cái ảnh mà mình cần xét. Đây là cái thuật toán mình cần dùng thread binary này, tức là tách thành ảnh nhị phân này. Còn đây là adaptive threshold nhá, thì là mình sẽ dùng tương tự là ảnh đầu vào, ảnh đầu ra và cái giá trị của cái ảnh đầu ra, đúng không? Tuy nhiên cái thuật toán ở đây mình sẽ dùng là adaptive threshold min c, tức là mình sẽ sử dụng cái giá trị trung bình của một cái cửa sổ nó định độ rộng của cửa sổ nó định bằng cái block size này này. Đấy. Ví dụ như block size bằng 9 đúng không? Thì cái tách ngưỡng nó sẽ sử dụng cho cái vùng cửa sổ có đến chiều rộng là 9 x 9, tất cả các cái pixel trong cái cửa sổ đấy. Và cái giá trị so sánh ngưỡng đối với cái cửa sổ đấy nó chính là cái giá trị trung bình của cái cửa sổ và trừ đi cái hàm số C này. Đấy. Thì đối với một ảnh thì nó sẽ phân ra cùng nhiều cái cửa sổ khác nhau,
và mỗi cửa sổ thì nó sẽ sử dụng một cái giá trị giá thầu khác nhau, chính là giá trị trung bình của nó. Thì đây là kết quả của cái ảnh nha, sau khi phân ngưỡng nhé. Thì bọn em thấy này là cái ảnh đầu vào này, nó cái bộ độ phân bố cường độ sáng nó không đều đúng không? Ví dụ như cái phần dưới là nó bị tối hơn này. Đấy. Thì tuy là cái nền nó màu trắng nhưng mà thực ra cái cường độ sáng của nó vẫn thấp hơn cái nền màu đen ở cái vị trí được sáng này. Đấy, khi đấy mình nếu mà mình dùng cái thuật toán threshold thông thường, tức là mình so sánh với một ngưỡng thôi, đúng không? Thì các em sẽ thấy là cái vùng cái ô màu đen ở đây này nó sẽ bị mất. Đấy. Nó bị mất. Thì khi đấy mình giải quyết bằng cách nào? Mình phải giải quyết bằng cái thuật toán adaptive binary threshold, đúng không? Thì khi đấy các cái vùng riêng biệt, các cái vùng ảnh nhỏ riêng biệt sẽ sử dụng cái ngưỡng riêng của nó. Thì khi đấy mình tách ra nó sẽ chính xác hơn. Đơn giản như thế thôi. Phần tiếp theo là biến đổi ảnh. Image transform ấy, thì biến đổi ảnh này nó cũng rất là quan trọng. Thì nó cũng tương tự như các cái bộ lọc không gian hai chiều như thầy nói trước ấy, là mean center, median center, Gaussian center, đúng không? Thì ở đây nó cũng định nghĩa một cái cửa sổ lọc. Tuy nhiên thì cái hệ số các cái hệ số của cái cửa sổ lọc này nó là một cái giá trị bất kỳ mình có thể định nghĩa được. Đấy. Thì khi đấy mình sẽ mình muốn cái bộ lọc theo ý mình, đúng không? Thì khi đấy cái hệ số của cửa sổ là do mình định nghĩa. Thì khi đấy thì bọn em sẽ dùng cái hàm là mean filter 2D, nó gọi là cái hàm convolutional ấy, tức là nó sẽ di chuyển cái cửa sổ đấy cho toàn bộ ảnh đấy, và nó sẽ tính cái tích chậm để cái cửa sổ ấy và cái cửa sổ trên cái cửa sổ tương ứng trên ảnh đấy. Thì ví dụ như đây này thì là nó sẽ tính tích chậm của cái cửa sổ mình định nghĩa với cái vùng ảnh đây, cái vùng ảnh màu xám này, thì nó sẽ tính tích chậm giữa hai cái ảnh đấy, thì nó sẽ ra được cái giá trị của ảnh cuối. Đây, ví dụ như là cái hàm, nếu mà thầy định nghĩa một cái kernel, cái hàm convolutional là một cái cửa sổ như thế này nhá, thì nó lại quy về cái hàm mean center, đúng không? Đấy. Tuy nhiên khi đấy thì khi thầy mà thay kích thước và cái giá trị của ảnh thì khác nhau, thì khi đấy cái giá trị của bộ lọc nó sẽ khác, và khi đó nó không phải là mean filter nữa. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái toán tử filter 2D này, tức là cái kernel mình sẽ định nghĩa theo ý mình đấy. Thì khi đấy bọn em tính nhá, thì bọn em tính cái phiên tờ 2D này, bọn em tính ở dưới dạng loát, đúng không? Thì khi đấy nhiều khi cái hệ số này là dạng loát này, thì cái ảnh đầu vào của em phải chuyển sang dạng loát, thì bọn em phải chuyển nó về dạng loát trước khi tính, đúng không? Thì cái phiên tờ 2D này cũng có bao gồm tham số là ảnh đầu vào này, ảnh đầu ra này, đấy. Cái gọi này gọi là kiểu dữ liệu của ảnh này. Mà em nên nhớ là cái kernel này, cái kiểu dữ liệu của kernel như nào, đúng không? Thì kiểu dữ liệu của ảnh đầu vào đầu ra và nó phải giống như vậy. Cái point -1 -1 này thì nó định nghĩa cái kernel, cái nhân của cái kernel nằm ở chính giữa kernel luôn. Đấy. Còn cái border này này thì là khi bọn em di chuyển cái ảnh ở trong miền không gian ấy, thì khi đến các cái biên này này thì nó sẽ không tính được nữa, bởi vì các cái nó thiếu thông tin về cái cận biên, đúng không? Thì khi đấy người ta sẽ giải quyết bằng cách nào? Người ta sẽ giải quyết bằng cách mở rộng cái ảnh này ra, bằng cách copy các cái biên này để tạo thành một cái ảnh mở rộng to hơn ảnh bình thường đấy. Thì khi đấy họ sẽ di chuyển được cái ảnh trong cái miền không gian ảnh gốc. Sau đấy, sau khi người ta tính được cái ảnh đầu ra thì họ sẽ
loại bỏ cái biên này đi, thì khi đấy cái ảnh gốc và cái ảnh chuyển đổi thì nó sẽ có cùng kích thước, và tất cả các cái pixel trong ảnh chuyển đổi đều được tính đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái tham số cuối cùng trong cái hàm filter 2D này. Tiếp theo là phát hiện cạnh, đúng không? Thì cái thuật toán phát hiện cạnh này cũng là một cái thuật toán quan trọng trong việc phát hiện và nhận dạng đối tượng này. Bởi vì trong một bức ảnh ấy, thì các đối tượng phát hiện được phân biệt với nhau thường là ở cái đường biên của đối tượng thôi. Một cái đường biên nó sẽ tạo ra được các cái vùng màu khác nhau. Đấy. Thì cái phát hiện cạnh này, phát hiện cạnh sâu beo này này, thì nó là một cái toán tử không gian hai chiều, đúng không? Và cái cơ nở của nó, ví dụ như g ấy, cái trục x là như thế này, và g ấy, cái toán tử lọc theo trục y là nó sẽ là như thế này. Thì về mặt vật lý ấy, thì nó sẽ là đạo hàm một chiều, đạo hàm bậc một nhé, đạo hàm bậc một của cái ảnh hai chiều. Đấy. Thì khi đấy cái cạnh tổng hợp ấy, thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của cái ảnh cạnh theo trục x và cái ảnh theo trục y. Đấy. Thì khi bọn em tính nhé, thì bọn em để ý nhá, là cái ảnh này nó sẽ có giá trị nhiều khi nó lớn hơn 256, đúng không? Thì khi đấy mình phải định nghĩa một cái kiểu dữ liệu khác là 16F, và nó sẽ có giá trị âm hoặc dương. Cho nên mình sẽ có là 16F và có dấu đấy. Sau đấy thì thầy sẽ gọi cái hàm này, hàm sâu beo này, thì nó sẽ biến đổi từ cái ảnh gray sang ảnh sâu beo. Và cái giá trị 0,1 này này, ví dụ đây là xy là 1,0 thì nó sẽ chuyển đổi theo trục x, còn xy bằng 0,1 thì nó sẽ chuyển đổi theo trục y, đúng không? Thì sau khi thầy tính được cái hàm sâu beo theo trục x hoặc trục y ấy, thì thầy phải chuyển nó sang dạng plot, bởi vì khi mà bình phương nó lên ấy, thì 16 bit sẽ không đủ, nhiều khi nó sẽ bị tràn bộ nhớ, thì khi đấy mình sẽ phải chuyển sang dạng plot là 4 bit đấy, 4 byte ấy, thì nó mới đủ được đấy. Thì khi đấy thầy sẽ tính được cái sâu beo theo trục x và sâu beo theo trục y, đúng không? Thì sau đấy thầy sẽ tính cái bình phương, cái tổng bình phương giữa cái sâu beo thì trục x và cái trục y này. Thì cái toán tử mu này này là cái toán tử mà nó sẽ nhân các cái điểm ảnh tương ứng của hai ma trận với nhau. Đơn giản là nó nhân các điểm ảnh với nhau thôi nhé. Đấy. Thì khi đấy gợi bình phương thì nó sẽ là nhân, sẽ là cái ma trận của cái sâu beo là trục x nhân với nhau đấy, cộng với cái ma trận của sâu beo theo trục y nhân với nhau thì sẽ được g bình phương cộng g bình phương, đúng không? Sau đấy thầy sẽ dùng căn bậc 2 nó đi thì thầy ra được cái sâu beo cuối cùng đấy. Thì như đây bọn em ra để ý ấy, thì đây chính là cái biến đổi sâu beo của ảnh đấy. Thì đây là sâu beo theo trục x này, theo trục x, đúng không? Thì bọn em sẽ tính cái biến thiên của cái ảnh theo trục x. Thì khi mà em thấy là khi mà các cái đến cái cạnh của cái đối tượng này, đấy, thì cái ảnh sâu beo nó sẽ có giá trị lớn và nó màu sáng cạnh theo trục x nhé. Thì đây là nó sẽ có cái ảnh sâu beo theo màu sáng, đúng không? Còn đây là ảnh tính theo ảnh biến đổi sâu beo theo trục y đấy. Thì khi bạn em xét cái biến đổi của ảnh theo chiều từ trên xuống hoặc từ dưới lên này, thì khi bạn em gặp các cái cạnh của object thì cái giá trị sâu beo này nó cũng có giá trị lớn hơn, đúng không? Đấy, thì đây là biến đổi sâu beo theo trục y thì nó sẽ phát hiện các cái cạnh ngang, còn biến đổi sâu beo theo trục x thì nó sẽ phát hiện các cái cạnh dọc. Đấy. Thì cái ảnh cuối cùng là ảnh tổng hợp, thì nó sẽ là tổng của cái ảnh sâu beo theo trục x và sâu beo theo trục y đấy.
thì ảnh tổng hợp thì nó sẽ bao gồm đầy đủ các cái cạnh theo chiều ngang và theo chiều dọc. Đấy. Thì đấy thì thầy đã giới thiệu qua cái hôm nay là nhập môn OpenCV thôi đúng không? Thì bọn em nhớ nhá, nhớ các cái thuật, các cái nội dung cơ bản này là ma trận đúng không? Ma trận dữ liệu ảnh, khởi tạo ma trận, truy cập các cái dữ liệu của ma trận. Đấy. Truy cập như thế nào đúng không? Thì đến tiếp theo là các cái pháp toán cơ bản, copy đúng không, nhân chia cộng trừ đối với cái ma trận điểm ảnh. Đấy. Tiếp theo là cái phần làm mịn và khử nhiễu hay các cái bộ lọc phổ biến, median filter, gaussian filter, filter filter, xử lý hình thái học, ý nghĩa của xử lý hình thái học như thế nào thì sau này bọn em sẽ dùng đến. Đấy. Sau đến là cái phần cách ngưỡng đúng không? Thì đây thầy sẽ cho bài tập về nhà này, đọc file ảnh này, tìm ảnh sâu bèo của cái file ảnh đấy, sau đấy sử dụng kỹ thuật cách ngưỡng đối với ảnh sâu bèo để tìm các cái điểm ảnh mà có cái cạnh có cái năng lượng lớn. Và em sau đấy hiển thị kết quả đầu ra. Đấy nhé, đây là bài tập nhé.